Hi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một drama mới. Mà sau khi đọc cái drama này thì mình lại gần như không muốn làm cái video. Tại sao lại vậy á? Chúng ta cùng phân tích nào. Thì cái drama này thì nó liên quan tới cái video tải lên của kênh Dưa Hấu Yu-Gi-Oh Channel. Và trong kênh này thì các bạn có thể thấy được thằng em trai song sinh của mình luôn. Hi mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dưa Hấu Yu-Gi-Oh Channel. Hôm nay thì ở Nhật Bản mới ra một hộp mới tên là Legendary Gold Box và mình đã thành công mua được một hộp để review cho các bạn đây. Trở lại vấn đề nè. Nếu phải nói theo một cái tính khách quan thì đây là sản phẩm đầu tay cho nên nó vẫn có một vài lỗi. Nhưng mà cái nội dung khá là tốt cho nên là cái video này cũng khá là ok. Và có anh bạn Đạt Khoa này thì phát hiện ra một cái lỗi nhỏ về playmat. Nhưng mà rất tiếc thì anh ấy đã làm sai cách tiếp cận. Mình có tìm hiểu thêm một vài chút thì anh bạn này mới là thành viên của Yu-Gi-Oh Việt Nam từ tháng 3 năm nay, có nghĩa là tháng trước thôi. Có nghĩa là anh ta là một cái thành viên gần như hoàn toàn mới chơi, nếu không nói là chơi lại. Nếu mà theo cái ý kiến của mình thì cái comment vừa rồi chỉ là một cái comment góp ý bình thường thôi. Nhưng mà theo những người khác thì lại không. Các bạn mong mình sẽ vạch mặt anh bạn này coi bạn ấy sai chỗ nào và bắt đầu nói rằng cái bạn ấy thượng đẳng hay các thứ. Không. Cái vấn đề mà mình phải làm video hôm nay đó chính là cả hai bên đều sai như thế nào. Cái vụ lần này nếu mà phải nói ra thì nó gần giống như là một cái vụ của một cái chị nào đó cũng trong group Yu-Gi-Oh khoảng vài ngày trước vậy. Và điểm chung của hai vụ này đó chính là dư luận là người chiến thắng. Thì cái vụ này lên cao trào thì cũng do anh Huỳnh Quốc Việt và đạt tới đỉnh cao của cái drama cũng là do ảnh luôn. Thì cơ bản là ảnh trả lời như thế này. Và bạn này thì bạn ấy trả lời lại cũng như thế này. Well, thì đúng là người ta dùng playmat gì thì kệ người ta, đúng thật. Nhưng mà đây chính là cái comment mang tính góp ý, thì là anh ấy không chịu đầu tư được vào cái playmat để mà anh ấy dùng cho cái video nó được hay hơn và có vẻ chân thật hơn thôi. Tại cơ bản là cái người làm video này cũng là một trong những shop lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong ba shop. Và là một trong những shop khá là uy tín, cho nên là anh ấy dư sức có thể mua được cái playmat như thế, nếu không nói là có sẵn. Và một điều nữa, nếu xét trên phương diện hàng hóa thì những YouTuber là những người tạo ra những hàng hóa và những người coi là một trong những người mua hàng hóa, thì họ có quyền chê những sản phẩm đó nếu mà sản phẩm đó không vừa ý họ. Thế cho nên là khi các bạn nói những người đó là điều họ nói là sai, nhưng mà các bạn không thể chỉ ra được cái điểm sai đó ở đâu. Và các bạn chỉ có nói là hãy mày hay vậy thì mày đầu tư cho người khác đi, hay là mày out group luôn đi, nói với mày không có ý nghĩa gì, thì có nghĩa là các bạn chỉ đang ngụy biện mà thôi. Và khi các bạn nói bắt bẻ những cái mà chuyện về thuật ngữ Yugi với lại mấy cái chuyện về giới tính các thứ, và thậm chí các bạn còn chửi tới cái những cái lời mà bọn họ nói, thì cũng như các bạn chỉ đang bẻ hướng dư luận và cũng là ngụy biện mà thôi. Thì nó nói về cơ bản thì mấy cái reference của bạn ấy với là huấn pro thì nó không có đúng lắm, tại vì nó không liên quan gì tới cái trường hợp. Và mấy cái thuật ngữ của bạn ấy dùng vẫn còn chưa đúng, nhưng mà do bạn ấy là một người mới chơi lại, cho nên là mấy cái comment của bạn ấy chỉ mang tính đóng góp đối với lại cộng đồng thôi, đối với lại cái kênh YouTube mới nổi. Và nhưng mà cái vấn đề thì mọi người đã sâu xé nó và tạo ra cái drama như hôm nay. Thật tình mà nói thì mình thấy cái câu nói của bạn ấy không sai chỗ nào, và mọi người cứ sâu xé nó giống như là bạn ấy sai như đúng rồi vậy, và bắt đầu cái câu chuyện drama nó xảy ra và không liên quan gì tới bạn ấy hết. Nhưng mà phải nói thì cái comment này của bạn Đạt thì bạn ấy sai, tại cơ bản là dùng playmat thì nó không liên quan tới luật cho lắm, và bạn ấy nói luật thì chỉ làm cho mọi người thấy bạn ấy sai hơn thôi. Nói thật, nếu mà mình mà đi góp ý cho cái video vừa rồi của Dưa Hấu thì mình cũng khá lỗi. Cơ bản là YouTuber là những người mà sẽ phát triển nhờ vào những comment của những người coi và comment, thì cơ bản là nó là như vậy. Hiện tại video mình cũng chưa có hoàn thiện cho lắm, cơ bản là còn cái chữ Keynote Master ở trên đó. Nhưng mà nhờ những cái comment mà cái video mình đã từ từ nó hoàn thiện hơn. Và cái đây là một trong những cái comment góp ý kiểu như thế. Well, thì chúng ta bắt đầu tới với những comment mang tính chửi. Một người đàn anh của mình đã từng nói một câu mà mình thấy nó rất là chí lý. Nếu mà bạn sai thì cái quy trình nó sẽ bắt đầu từ người ta đi chửi bạn, đến cái việc mà người ta sẽ tìm đến quá khứ của bạn và chửi nó.
Và cuối cùng là tới body shaming và các loại hình chửi khác. Ví dụ như thế này. Well, thậm chí còn lôi một người nào khác cũng có gần liên quan tới cái vụ này vào nữa. Thì đúng là cơ bản bạn này có một vài cái sai, trong đó thì cũng có một vài cái sai có liên quan tới những cái lời bạn ấy nói. Nhưng mà cái này không phải là cái vấn đề để mọi người đem ra mọi người chửi, thậm chí là chửi đến cả cái tên rồi cái giới tính và cộng thêm cái thứ của cậu ta nữa. Nhân tiện nhắc tới vụ của chị Bùi Thị Thảo Ly luôn. Thì chị ấy đúng là có một vài điểm sai ở trong cái chuyện mà chị ấy không chịu tiếp thu những cái thông tin mới, cộng với việc chị ấy hay cãi, nhưng mà nó cũng không phải là cái vấn đề để mọi người cứ chú tâm vào chị ấy và thậm chí chửi cái tên của chị ấy thành một cái tên khác nữa. Cái điều này là cái điều mà hoàn toàn không có đúng và mọi người nên xem lại về cái vụ đó. Lý do mà mình làm video về M2 thì cũng muốn cho M2 tốt lên một tí. Và cái lý do mà mình làm video này thì nó cũng tương tự vậy, tại vì cơ bản là cái này là cái điều mà mình cần phải nói về cộng đồng Yu-Gi-Oh hiện nay. Thì mọi người chỉ chăm chăm vào một cái lỗi của một người và bắt đầu xoay quanh cái lỗi đó và tới những cái điều mà nó không hề liên quan tới cái lỗi, và mọi người cứ chỉ trích những cái vấn đề đó. Và thậm chí là mọi người còn nhắc lại về cái vấn đề đó sau cái vụ mà mọi người đang nói nữa, cho nên cái điều này là một cái điều hoàn toàn khá là không tốt cho cái cộng đồng của chúng ta. Là con người thì ai của trong chúng ta cũng mắc những cái lỗi lầm nho nhỏ. Ngay cả mình thì trước mình cũng là cái thằng chơi Yu-Gi-Oh rất là trẻ trâu và sẵn sàng thách đấu những người nào mà mình nghĩ là không mạnh. Nhưng mà cái đó cũng chỉ chứng minh là chúng ta đang trong quá trình học hỏi và phát triển mà thôi. Cứ chăm chăm vào cái lỗi đó thì khiến con người không thể phát triển được và kiểu như là sẽ đi lùi chứ không có tiến tới, và cái này hoàn toàn không có lợi cho một cái cộng đồng một chút nào. Và trong cái vụ này thì mình chỉ thấy bạn Đạt này, bạn chỉ muốn khuyên rằng nên chuẩn bị thêm một tí, kỹ lưỡng thêm một tí trước khi quay video mà thôi, chứ không hề có cái ý gì mà muốn chê bai cái video hay là gì cả. Chỉ vì mọi người kích động bạn ấy cho nên bạn ấy mới nói ra được những cái lời như vậy, và từ đó thì các bạn cứ tiến tới dần dần và dẫn tới cái drama như hôm nay. Và đó cũng là cái lý do mình không muốn làm về cái video này, cũng như cái drama này, cũng như cái drama của Bùi Thị Thảo Ly luôn. Tại vì cơ bản thì không có ai hoàn toàn đúng cả, mọi người đều sai theo một cái cách của mình. Và nếu mà làm thì nhiều ông lớn ở trong Yu-Gi-Oh sẽ không hài lòng về chuyện này. Thì sau cái video này mình chỉ mong mọi người cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình hơn, tại vì có khi những cái lời ăn tiếng nói của chúng ta sẽ khiến cho những người ta khó chịu hoặc là không đồng tình, dẫn tới những cái việc mà chúng ta không mong muốn. Và đối với mọi người thì mình chỉ mong mọi người cố gắng là giúp cho những bạn mới chơi hoặc chơi lại, và những cái bạn mà khá toxic, ví dụ như mình sẽ không nói ở trong video này, và những cái bạn, những cái kênh ví dụ như giống như M2 phát triển lên bằng cách comment các thứ chứ không phải là chửi và kêu rác các thứ. Và cái đó là cái mong muốn của mình sau cái video này. Well, thì nhân tiện thì cái video này cũng có liên quan một phần đến video của Dưa Hấu, cho nên mình sẽ nói về một vài điểm chưa tốt của cái video mới nhất để những người ở trong Dưa Hấu có thể làm tốt hơn ở video lần sau, và cũng để thằng em mình nó rút kinh nghiệm cho một vài cái đó. Chỉ có một vài điều mình muốn nói thôi. Cái đầu tiên thì là cái nhạc đó, ở khúc đầu thì nó to hơn cái lời, cho nên là cái lời một vài cái nó sẽ hơi khó nghe một tí. Cái thứ hai thì lúc quay thì Dưa Hấu hãy cố gắng làm sao cho cái tripod bạn quay thì đừng có để lộ ra ở trong cái video, thì nó sẽ làm cho người coi lâu lâu cảm thấy khó chịu, một vài người coi khó tính, thậm chí sẽ dislike. Một cái tip nho nhỏ là anh Đức có thể học và làm thực hành cái combo trước, sau đó để cái hand mà anh Đức muốn để mà quay cái combo cho nó mượt mà nhất. Tại vì cơ bản hiện giờ Google tính kiếm tiền theo cái thời gian mà bạn coi video, cho nên để tránh người làm người chơi chán và người coi chán không có muốn coi video nữa và skip, thì anh Đức nên làm như thế để tăng cái thời gian coi một chút. Cái cuối cùng cũng là một cái cũng đáng để nói, thì đầu tiên là cái sleeve không có được bọc, tại cơ bản thì mấy cái kẹt nó cũng không phải là kẹt có giá trị, nhưng mà để bọc sleeve thì nó cũng khá là đáng. Cái thứ hai là cái playmat nó cũng có ô link và cái đó cũng không chuyên nghiệp cho lắm. Thì để khắc phục trường hợp này thì các Dưa Hấu có thể để cái playmat mà không có ô, thì tránh những cái bạn mà khó chịu hay là kỹ tính thì sẽ comment vô và gây các tranh cãi. Và đó là những gì mà mình muốn nói trong video này. Thì mình biết là cái video này nó hơi dài mà mình nói hơi nhiều một tí, nhưng mà đó là những gì mà mình muốn nói. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Và nếu các bạn có gì muốn nói với mình thì cứ comment ở dưới Facebook hoặc là YouTube của mình cũng được.
và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau.